Rồi, alo, chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Company với Pro tiếp ha. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục ở cái vùng ở khu vực sân bay, nhưng mà chúng ta sẽ lần này chúng ta sẽ được giao tranh với không quân Đức ha. Đây là cái lực lượng mà không đối đất khá là mạnh của Đức á các bạn. Mấy thằng mấy ba con máy bay này nó trang bị pháo, nó bắn tăng đao lắm. Không gì hết, mấy con máy bay này một hồi nó bắn trái tăng mình hết chứ không đùa đâu. Thành ra là ok, vô các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục chiến đấu với anh lính dù nắng đỏ ha. Ây da. Rồi, nói chung là phòng tuyến đã được thiết lập rồi. Và khả năng cao là quân Đức sẽ phản công. Nói chung chơi quân Anh theo như mình nhớ á, là mình phải phản công thường xuyên luôn. Bị phản công thường xuyên thành ra là sau một trận công là mình phải thủ một trận. Họ nói là những gì mình nhớ. Ây chà, hình như là số này nó nhiều hơn thêm rồi sao ấy. Rồi, trang bị súng máy nào. Tự nhiên nó bị lỗi cái này làm giờ cái hình nó mất đẹp luôn rồi. Rồi tất nhiên. Rồi đây mỗi bên giữ một chỗ vậy. Cái súng này à. Kệ cũng được, có còn hơn không, méo mó có hơn không. Méo mó có còn hơn không các bạn. Rồi do mình đang xài quá nhiều lính rồi, thành ra bắt buộc là mình phải đào cái giao thông hào thôi. À đây, đợi mãi luôn. Rồi xuống đây giùm tôi, nhanh. Chết cả đám bây giờ. Giờ nhìn nó cứ tào lao làm sao. Con này không biết cho làm gì luôn. Con này thì lui về đây và đặt chứ. Tập trước mình đã đặt đầy đủ rồi, tự nhiên tập này nó cho làm sao đâu. À, nhà nhà gọi tăng. Con nó đặt ở đây là tức là nó cắm cái cờ nào rồi. Rồi ok. Rồi. Đây phải có nhất hai cái này, em lát có gì còn bắn máy bay. Bên này thì có thể hơi nhiều rồi, nhưng mà bên này cần một con nè. Đây. Cũng may là có nó cho mình nhiều thời gian để chuẩn bị đó. Mấy con tăng này thôi lui lại đây đi. Rồi ok ngon. Con này nó đang cắm cái cờ. Đừng nó cắm cờ này nha. My gun's getting cold listening to your going on, you damn Jerry. Đợi cho về đây đi. Về đây cũng được nữa, về đây cho an toàn. Xây nhiều quá hồi không có tiền mua xe tăng hay chứ đùa đâu.
không đùa thì các bạn đâu, nó mình nói thiệt á. À đây hết nhân lực luôn rồi, nhân sự tại mình xài nhiều quá đó các bạn, là tự nhiên vô nó cho quá nhiều lính bộ binh giống vậy luôn. Không đủ 208 luôn. Tự cho em hai con Stuart tàu lao rồi nữa. McMahon, you hear this shit? Can't wait to get one of these rifles up poor Jerry's trap door. Rồi. Để coi, cho về đây, nhanh. Cho nó lá nữa, lấy hai con này chống tăng nha chứ biết sao giờ. Nó dập pháo rồi, đang chuẩn bị xung phong á. Thật ra nãy mình không dám trốn vô nhà là vậy. Trốn vô nhà là hồi mình ăn đạn như vậy trơn. Mấy thằng này trang bị cái súng này chống tăng cũng khá hiệu quả. Lực nổ của nó không mạnh nha các bạn, nhưng mà nó bắn vòng á, cho nên là nhiều khi đứng trước mà nó lại bắn trúng được cái máy phía sau của chiếc xe tăng, cũng kinh lắm đấy. Không đùa được đâu. Ở đây có đồ nữa. Tập trước nó lại không cho mình giữ lại đồ nha, buồn ghê vậy luôn á. Nó đang tới đấy. À, mình có đủ trung quý rồi, nó cho mua nữa. Rồi xong. Tha hồ bắn. Con này nó bắn là khỏi chê các bạn. Đây. À mà này chúng ta được dùng pháo binh nè. À này chúng ta được dùng là đúng rồi, pháo binh hoàng gia nè. Rồi. Ok, đẹp. Ê, trời, mấy này lại bắn vô nhà phe mình chứ. Mấy cái brand này nó bắn khỏi chê rồi. Của nước Anh, kỹ sư Mỹ thì sẽ phun lửa thấy không thấm lắm, nhưng mà kỹ sư Anh nó chơi cái này là nguy hiểm à. Rồi thôi, đó nghe tiếng máy bay rồi nha, đó phải xây mấy con này để có gì dương nó bắn liền. Phải con này rồi xe cơ giới nó chết liền rồi, phải không? Con này mà thấy nó bắn từng phát vậy thôi, nhưng mà nó xe cơ giới mà đụng nó là đi ngay, không có nhiều rồi. Ok, nâng cấp pháo là phải tại cái tập số 2, cái mạng số 2 các bạn ơi, mình không nâng cấp pháo thành ra là bắn yếu siêu à. Mạng này mình nâng pháo lên rồi các bạn thấy rồi đó, bắn kinh khủng luôn, ráng chịu đòn xíu. Gọi điện thoại xe tăng ra, như là phải gọi thằng đại úy ra, đúng rồi, mình làm mình gọi đại úy ra nè. Lôi
Tại xây nó đây cố để phòng không luôn. Jesus Christ, that was a second wave. They're just throwing themselves. Đợt hai đó. Prepare for their next assault. Cũng may là màn này nó không có tăng. Còn cơ giới thì không sợ lắm. Hai con Stewart thì đi từ từ đi. Ngon rồi. Đây. Xuống đây đứng. Chịu đòn ơi, chứ biết sao giờ nó bắn ác lắm. Xây con này bên phải nó dưới cái nhà nè, nó đi bên sợ đi vào bên này nữa. Thành ra là phải đặt ở đây. Chứ hỏa lực chỗ này nhiều rồi. Này còn giật cái Batman ta. Thường nó cầm cái brand này nó không được cầm nhiều lắm. À vẫn cho lấy hả? Ờ ngon. Tạm thời cho kỹ sư xuống đây chống tăng vậy. Rồi. Rồi cháy rồi hay. À đây con tăng đó đây. Con Batman 4 của Miho nè. Đây là con tăng lúc đầu á các bạn, nó có đang chống một binh con luôn. Nó mà thậm chí nó đứng lại cho cái đứa lái xe phụ cái thằng nằm dưới cầm đạn á. Cái con này thì đâu các bạn thấy không, cái con này nó chống tăng lại không ngon, nó bắn như đạn văng ra hết. Nhưng mà giờ cơ bản là tăng vẫn mất máu nha. Rồi ok. Mình điều hai con Stewart lên đây trước. À hay, 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 hay. Ồ, chú giỏi. Rồi đây. Anh nó còn có chiêu để dập hỏa pháo nữa nha các bạn, nó lợi hại lắm á. Ở đây nãy giờ mình cho mấy con binh lên chưa tới. Đánh anh đôi khi nó đi chậm lắm các bạn. Đúng kiểu quân đội anh luôn á. Không có đề cao cái tốc độ. Một trong những cách chơi màn này mà để không bị chết xe tăng á, tránh được máy bay của đối phương của Đức á, là chúng ta đừng chơi xe tăng. Rồi xong, hai đợt tấn công của quân Đức đã thất bại, bây giờ chúng ta sẽ tấn công phòng tuyến của quân Đức. Lính mình được lên 100. Refer to your maps at the specified grid locations. We have four primary targets. Rồi, tạm thời để cái đội phòng thủ ở đây đã. Ready yourselves. We are moving. Bây giờ chúng ta mới gọi nhà xe tăng ra làm. Đây để nhà xe tăng ở đây. Chủ yếu là mình kiếm mấy cái điểm này mình lấy đạn thì là nhiều thôi. Rồi mình sẽ dùng pháo binh để mình dập vào cái phòng tuyến của đối phương. Jerry's pissing himself. Didn't know Canadians pack such a punch. That control tower is going to be a tough battle. I want fire superiority. Remember, rồi, mình còn một chỗ tốt mới đặt pháo rồi đó. Màn này một cái pháo cũng được nhưng mà ôi trời, tầm bắn của pháo không được rộng cho lắm thì phải. Màn này nó không cho chỗ bố trí mình đặt pháo. À được rồi, hay quá. Pháo thì không cần phải quay đúng hướng, nó sẽ tự quay được. Giờ phải kiếm chỗ đặt. Đây. Tự nhiên nó bị vậy làm buồn ghê vậy đó. Rồi thôi. Xuống đây. À nhưng chúng ta phải hạ hết máy bay của Đức thì phải. Mà nếu vậy thì mình dập pháo luôn khỏi cho quân tiến lên. Rồi đây. Xe đã tới rồi. Thử đi thăm dò coi. Mà này quân Đức nó có mấy cái tháp pháo thì cũng lợi hại chứ đùa đâu. À đây. Nó cũng có pháo, nó cũng có pháo nha. Con này là con pháo rất là ngon của Đức á. Pháo này là con pháo nó con pháo tự hành mà nó bắn đạn, nó bắn đạn cối là hơi bị kinh, ác lắm luôn.
mấy con lính đó là mấy con lính chuyên xây mấy cái khẩu Blank 88 với là cây AA á. Các bạn nguy hiểm, mấy thằng lính này của Đức nguy hiểm lắm. Rồi đây. Rồi tầm bắn ta cũng còn ngắn quá. Chơi nó. Wow. Không ổn, không ổn. Ok. Hơi bèo mà không sao. Ta cần thêm pháo binh. Listen up. Neutralize those turrets now. Khẩu này khẩu số 1. Dùng sức mạnh của pháo binh để áp chế mới được. Gì đây? À mình chưa bắt đầu cắt cánh rồi đó. Con cánh này nó bắn cái tăng mình đó các bạn. Ôi trời. Chơi thêm một khẩu pháo phục công của mình rồi. Đội này gần hết máu luôn. Ôi trời ơi. Nguy hiểm quá. Rồi đạn không thiếu mà chơi luôn các bạn. Cái này là các bạn dồn pháo vô một chỗ. Con này, cái này là chế độ tự động bắn trả. Nói chung là quân Anh nó có nhiều cái chế độ bắn pháo lắm, chứ không phải là một kiểu pháo như quân Mỹ. Cái hay của quân Anh là cho nằm chỗ này nè. Rồi đặt ở đây làm điểm. Chơi. Anh thì nó dở cái này, nó không có cái xe AI của quân Mỹ. Cho nên là nó không có phục không được. Con tăng này ok rồi cũng được, mình từ từ sử dụng. Con Firefly này nè, con đốm đốm này nè đó. Con này mới đúng là đã. Rồi số 2. Chơi nó. Con này chơi ở đây. Chạy qua đây coi đây có gì nào. Có 4 ở đây mình không chơi được đâu. Này điểm nhà chỉ huy mà nó cũ đây khá là ngon. Thôi mình loại được hết mấy cái turret quân Đức rồi. Yeah. Này bắn hả? Mà khoan vậy là cái nhà này không có à. 1, 2. Mà phải đợi pháo nó quay hơi lâu các bạn. Màn này dạng như nó bắt đầu nó khuyến khích mình xài cái xe nào mà kêu kêu xài như xài. Cái xe đó thì nó vừa có súng K50 để mà nó tự vệ luôn các bạn. Mà nó vừa có cả nó có thể nó sao ta? Nó vô là nó tự di chuyển luôn á. Nó lợi nhiều đường. Đây chúng ta dồn pháo vô đây đảm bảo khẩu pháo này nó bị hư đã. Cho mấy thằng sapper đi nào. Pháo này của quân Anh lợi hại lắm chứ không đùa đâu. Nó gần hết máu luôn. Chơi pháo binh thì ông sĩ quan này ổng còn có thêm chiêu gọi pháo bắn luôn. Nói chung là cũng lợi hại giống đùa. Giật thêm khẩu này nữa thì hay. Máy bay của Đức thì nó không bắn bộ binh. Rồi ok ngon. Sập nhà. Đảm bảo đối phương không có điểm để vào phòng thủ. Ủa sao nãy giờ máy bay của nó lượn hoài mà mình bắn không có trúng vậy ta.
chắc là sai. Xong rồi mình để thêm một cái khẩu phục không ở đây nữa. Gọi lính dù này cho chạy ra đây lấy thêm lính đã. Anh này lên chiếm điểm đi. Tính cho lính dù đi mà thôi kệ, nó cho lính dù quay về hồi máu đã. Quay về đây kiểm tra coi. Hoàng cố, hoàng cố. Cầm K98 mà dám chơi cái thám này là nó dở rồi. À, còn phòng thủ, còn cứ để phòng thủ nha. Rồi, 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 ok. Dám chơi hả? Đây. Pháo với pháo binh của anh này gì chứ, pháo binh này của anh đâu có ngán. Rồi đây đặt một con này ở đây coi như để bảo vệ cái điểm này luôn. Đây hồi máu đi rồi lên. Mình đi dọc từ dưới đây lên. Men không quân đó. Màn này mình rút kinh nghiệm nhiều lần, mình chơi màn này mấy lần rồi. Không nên dùng không quân các bạn. Ê, không nên dùng xe tăng các bạn. Tại vì màn này không quân rất nó bắn tăng mình kinh lắm. Rồi đội lính dù nón đỏ này thì lên lấy đi, công nhận pháo binh mình bắn hát ghê chứ đùa đâu. Rồi, pháo nhả lên đây không tới mới buồn chứ, nằm ngoài tầm bắn. Rồi dập tốn, chịu tốn một xíu. Rồi ok, xong tất cả không quân của Đức bị bắn hạ rồi các bạn. Rồi ok, chúng ta đi từ dưới đây lên coi quân Đức nó còn điểm phòng thủ ở đâu nữa. Trong đó chúng ta sửa xe tăng. Trong bối cảnh hiện tại mình không gọi chiếc này ra được rồi. Đi ít thôi để chúng ta còn đề phòng quân nữa. Đây chúng ta là đảm bảo cái điểm phòng thủ của mình. Mà thêm một đội này đi nữa thì cũng được. Đây là cho ông đại úy đi chung. Đây, cùng nhau lên đây. Đảm bảo cái hỏa lực của chúng ta. Có xe tăng đi ủng hộ luôn, xe tăng này chống bộ binh thôi, bộ binh mới là chống tăng. Đây, đây thì bắn không tới. Mà cho pháo này bắn, à không. Rồi, lại dập lên bắt nữa. Oh wow 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 wow. Rút lui ngay, rút lui ngay. Không để ý rồi, không để ý rồi. Rồi tha hồ mà dập. Phòng tuyến cũng kinh đấy. Này thì phòng tuyến hả? Mấy cái bông ke này thì anh dập cho hai loạt pháo rồi đi ngay. Rồi thiệt hại cũng không nhiều, không bao nhiêu. Rồi lấy đồ đi. Ở
ông này cầm được cái brand lên là thấy ngon rồi. Rồi xong, lát nữa gọi đội đi luôn. Đúng kiểu là người chúng ít người mình đông á. Rồi ok ok, loại được hết không quân là mình dùng xe tăng mình được rồi, mà thôi mình dùng bộ binh, thích dùng bộ binh hơn các bạn. Ok anh em chúng ta đi. Rồi được rồi, mà có mấy khẩu phòng không ở đây là cũng được rồi, chúng ta gọi bộ binh đi nào. Dùng toàn 100% bộ binh kiểu này thì đúng nó hơi sai sách chứ, tại bộ binh nó khá là mong manh. Nhưng mà lỡ rồi biết sao giờ đâu, hay là đã bỏ bộ binh, đám bộ binh này bắt nó tự tử để mình gọi tăng ra được. Rồi ok, coi ở đây có gì nào. Pháo 25 bao nó nhả là không đẹp cái tiền luôn. À đây cũng có Banger. Ok, nguy hiểm đấy. Nhưng mà nếu đã vậy thì quá hay, cho con này lên thử pháo luôn. Ở đây lại có Banger nè. Oh, hay đấy. Rồi đám này đâu, đi khỏi gần hồi quân nữa, mệt lắm rồi, càng luôn, có nhiều chơi nhiều. Rồi đang sẵn vậy thì chơi luôn, tội gì không bắt thử đạn bi một phát rồi đi gì cả. Trời, mấy thằng kỹ sư này mèo quá được. Mình nhờ gì mà biết địch ở đâu. Chơi xuống hả? À, hai này thì láo hả? Trái liền. Tao á còn cho cây. Có đùa với quân anh, bảo là của anh bây giờ mạnh lắm. Chơi này, phá nát nhà luôn rồi kiếm. Không, bây giờ cho xe tăng nó bắn mình đi vô. Rồi đây hồi đi. Mấy anh kỹ sư này hơi đuối các bạn, nó không phải là chuyện sợ, chứ nó không hiểu đâu. Tiến lên xíu nữa, càng lên mà bắn, không cần phải sợ. À có một cái bột ke này, đặt cho một cái góc chết thì cũng hay đây, nhưng mà đụng phải mình vậy rồi ảnh không chơi được đâu. Đây cho cái bông ke này nó chết. Cầm cái K98 rồi. Áp chế liền. Chơi nó, chơi cái bông ke này trước. Này láo hả? Biết trên này còn cái điểm phục thủ nát bấy khẩu AA luôn rồi. À đây nè, còn mấy chiếc máy bay nè, xử luôn đi, tránh đêm dài lắm mộng. Rồi trong lúc bộ binh nó đang chiếm điểm thì mình của mấy anh chỉ sư của mình đâu rồi. À chưa lên. Mấy anh chỉ sư cho lên đây đi chung với xe tăng thôi. Rồi đi lên đây có gì hay. Có gì hả? Không có gì thì chúng ta lại gọi pháo binh dập thôi, gì đâu. Rồi lại mấy anh bộ binh tào lao. À đây lại.
À có Banger đây. Đi chống bộ binh thôi, bắn không mất mấy máu luôn mà. Rồi đây chơi nó. Chơi hụt một phát rồi không sao. Rồi sau áo còn cho lại giật súng tiếp à hay. Rồi lên mày chạy vừa bắn. Càng lên luôn, thao càng. Chơi bộ binh kiểu này còn thích được chơi xe tăng hay chứ. Rồi những cái điểm phòng thủ của quân Đức là coi như xong rồi. Lúc trên này để pháo mình bắn tới mình mới chịu thôi. Rồi nó đang lui về để phòng thủ rồi. Vô đây mình gọi được con này ra rồi. Để gọi cho vui. Rồi ok. Để coi nó quay khủng hoặc đẹp không. Áp sát rồi chơi luôn. Mình nhớ chưa dùng cái chiêu bắn ghim của Trung Anh đấy nha. À. Thấy chưa cần thôi. Đủ áp chế đối phương rồi. À đây. Nó chưa bắn tới. À bắn trúng kho xăng tăng nó tự nổ luôn. Đúng là Trung Anh đánh chất thật. Cảm giác phê ơi là phê luôn. Đợi con đốm đốm lên chắc hết màn rồi. Màn này tính ra cũng không dùng nhiều đạn lắm. Tại pháo quân Anh nó bắn free mà. Càng lên cho anh. Rồi xong. Sợ quá chạy ra đứng trong nhà không chết. Chạy ra vẫn ăn đạn nhưng được. Chạy đâu. Rồi chiếm. À chạy chạy. À thôi mấy thằng nói cho nó chạy đi. Rồi mình coi như mình chiếm nó chạy hết là coi như mình thắng rồi. Con phai rồi, con đốm đốm chưa kịp ra luôn. Rồi ok, chúng ta chiếm được cái sân bay này là coi như là cái end là của mình rồi. Bởi vì ai nắm được cái sân bay này thì không quân bên đó sẽ có thể được triển khai mà các bạn. Thành ra là mình chiếm được cái sân bay này là từ giờ là quân Anh có thể cất cánh hạ cánh ở đây. Dạ nó vô là quân Đức sẽ bị đe dọa. Mà quân Đức thì các bạn biết rồi đó, họ dựa nhiều vào xe tăng. Mà dựa nhiều vào xe tăng thì tất nhiên sẽ sợ vào không quân. Không quân nó đánh bộ binh thì không hẳn ác, nhưng mà nó đánh xe tăng cực ác nha các bạn. Tại xe tăng thì tất nhiên là dễ đánh trúng bộ binh rồi. Bộ binh thì nhỏ nhỏ nhiều khi đánh không có trúng. Nhưng mà xe tăng thì nó quýnh cực kỳ ác luôn. Hình như quân Đức nó đang tấn công vào cái đội 112 để mà nó đe dọa lại cái sân bay này các bạn. Như là quân Đức nó đánh cũng ác lắm chứ không vừa đâu. Nó phản công quyết liệt lắm. Tinh thần chiến đấu của nó rất cao. Dù sao thì cũng là chủ dân tộc Aryan thượng đẳng mà đâu có phải là bèo bọt gì. Cái này có nhiệm vụ đó là phải đi giải cứu các commando. Mà như tập trước không có commando nào của mình bị bắt hết. Cho nên là không có cứu được các bạn. Nhiệm vụ này nó hơi khó làm thì nó đòi hỏi nó liên quan tới cái màn trước. Rồi ok, tập này xin phép được kết thúc ở đây ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được các bạn ủng hộ. Lần đầu tiên mình thấy cái series Company of Hero của mình mà được nhiều người coi giống vậy đó. Rồi, mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong tương lai ha. Bye bye.